Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Cựu thượng nghị sĩ Jim Webb tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua tranh đề cử tổng thống Mỹ của phía đảng Dân Chủ. Ông Webb là ứng cử viên thứ 5 của đảng này, chính thức tuyên bố ý định tranh cử tổng thống và là người thứ 19 trong tổng cộng tất cả những ứng cử viên, kể cả phía đảng Cộng Hòa. Tổng thống Barack Obama cho biết những báo cáo việc làm mới nhất cho thấy tình hình khả quan, nhưng ông nói vẫn còn nhiều việc phải làm để giúp tiền lương và thu nhập của người dân tiếp tục tăng lên. Báo cáo hôm thứ Năm của Bộ Lao động cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 5,3%, là mức thấp nhất trong 7 năm qua. Những cơn bão mạnh tiếp tục gây nên lũ lụt khắp miền Trung Tây và miền Nam của Mỹ. Một loạt những cơn lốc xoáy gây thiệt hại ở bang Tennessee, trong khi ở bang Oklahoma có nhiều lũ lụt hơn chỉ vài tuần sau khi tàn dư của cơn bão nhiệt đới Bill. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.